Vâng, vẫn đang là sọc đơn, lùi sọc đơn lại em ơi. Đang không tụ được quân, phải lùi lại để đợi đạp đội ở đây thôi. Vâng, lao vào nhậu tuần này đang có rất đông cung A và có những tình huống 7E đến từ người cầm màu 4, game thủ Michael Tý. Đạp đội của Nam Sông Kim đang chưa có nhiều, ở nhà bắt đầu lủng rồi, nhưng Sẻ sẽ là người nuôi được. Ôm dân chạy đi, giữ dân đi. Có đầy đủ công nghệ ở trong trận thiếu này. Chúng ta đang đến với trận thiếu thứ tư. Đây là Greg trong tay cái thủ chim sẻ nắng. Với những bước đi dò đầu tiên thì có cả xe dò, có một cánh rừng, chim trắng mồ côi, gỗ đầu cũng có. Và cần tìm bãi quả đầu. Và đây là một bãi quả đầu có 7 cây đến từ game thủ chim sẻ. Chúng ta có màn máy của game thủ Nam Sông Kiều với bài cầm Egypt quả đầu cũng 7 cây và chiếc BG mắc binh. Thế Nam Sông Kiều dừng quanh nhà là nhiều dành cho em. Và hy vọng là với cái bài kín như này thì nó cũng phải đủ đồ để ép đời chứ không thể nhảy dây nữa. Thường cái bài kín này nó đi kèm với đói anh em ạ. Và đang rất lo sợ cho Nam Sông Kiều. Nhưng mà trận đấu vừa rồi em nhảy dây và bị anh em chửi rất rát. Hy vọng trận này em có thể lên đời và chơi được phù. Nói chung là chúng ta sẽ chơi phù đội bạn. Đội bạn có một cửa đó là để cho con Yamato lên cung A hai áo. Chúng ta cũng có cung A hai áo của Egypt. Đó là có phù của Greg. Sẻ sẽ chơi phù trận đấu này. Chắc chắn là như vậy. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang có mặt trên fanpage của cái thủ chim sẻ nắng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đây là mặt máy cái thủ chim sẻ với bầy hiêu và bãi quả phụ. Bầy hiêu 6 con, 7 con. Một bầy hiệu rất to dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Đang có mưa đi dò. Hiện tại thì Mạnh Hào đang ngồi sau để chim lợn cho bộ đôi chim sẻ nắng và cái thủ Nam Sâu Kiêu. Nhưng theo tin tôi nhận được đến từ game thủ Mạnh Hào cũng như là ban tổ chức là Mạnh Hào sẽ phải thi đấu vào lượt về. Do ngày hôm nay thì đội hình gia quân của Clan FPS đã được chốt trước rồi. Và lượt trận đầu tiên, chim sẻ nắng và game thủ Nam Sông Kiêu sẽ đối đầu với Tý và Xi Măng. Lượt trận thiếu 22 tiếp theo, anh Huy và Văn Hưởng sẽ đối đầu với bộ đôi BB và Tiểu Bàn Thầu. Và kèo 44 thì sẽ không có sự góp mặt đến từ game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào sẽ thi đấu ở lượt về. Ngày mai Mạnh Hào sẽ thi đấu ở lượt về. Mạnh Hào comeback. Có lẽ là ban tổ chức cũng sẽ thông báo với anh em vào khi mà nhận được thông tin đến từ Clan FPS sớm thôi. Bầy hiệu đầu được sẻ đưa về một bầy hiệu rất xa. Và một bầy hiệu ở rất xa đã được cái thủ chim sẻ đang đưa về. Đây bầy hiệu đầu 7 con, hai dân lùa hiệu luôn. Hào vừa đẻ xong rồi sau đen lắm. Anh em cũng quan niệm là kiểu là mới đẻ xong thường đen đúng không ạ? Em thấy là mới đẻ xong hay đỏ lắm. Như em đây, vợ vừa đẻ xong cái đánh con lô đúng số cân của con sinh ra gái trúng luôn. Tí nữa hai nháy. Đây bầy hiệu được đưa về đây rồi. Và anh em lại cứ bảo là vợ Hào đẻ chứ Hào có đẻ đâu mà phải nghỉ thi đấu mà tôi cạn lời anh em đấy. Chắc là mấy anh đấy chưa có con. Và anh em thử phải trải qua cái cảm giác là vợ đẻ và được bế trên tay mình. Và đứa con mới sinh ra nó hạnh phúc đến như thế nào thì Mạnh Hào cũng phải có cái cảm giác đó. Cũng là một người bình thường thôi anh em. Cái này thì vấn đề không thể tránh khỏi được rồi. Bài đấu mà sẽ đang thiếu một đồ ở trong trận đấu này. Tí nữa hãy nhảy. Rồi, như vậy là có voi. Một con voi cô đơn ở cái chấm đen. Đây là những con voi mà rất nhiều game thủ sẽ dò lỗi. Nhưng sẻ thì không. Một bài đấu Greg đang có hiêu đầu, một voi và một bãi quả phụ bên ngoài. Đây là bãi quả phụ có 5 cây đến từ game thủ chim sẻ nắng chúng ta. Hải và đồ chí được thế là nhanh, rất nhạy cảm với các con số à. Đây bài công vụ 5 cây đến chim sẻ. Hôm nay quay trở lại máy Nam Sông Kiêu bài Egypt này. Thèm đầu nhìn bài Egypt của Nam rất là kín và tôi đang lo sợ bài Egypt này đói. Nhưng mà nhìn qua thì đây là bài Egypt mà cũng đang có 3 bầy hiêu. Và dường như Nam Sông Kiêu có quả phụ khi mà tôi thấy là Nam đang chỉ cái bầy hiêu ở giữa hai nhà cho cái thủ chim sẻ đang khai thác. Đây là S nhân đôi để ăn cả hiêu và cả gỗ. Nó mà lại đóng cái BS mà chặn không cho dân vào ăn hiêu nữa thì chắc là đúng là ăn no gạch mất. May là đóng BS chuẩn rồi, kích đời 8 phút 2x với bài 26 dân của Egypt. Còn đồ gì nữa không? Bắt đầu kéo dân đi ăn đồ. Và như vậy Nam sẽ ăn bầy hiêu ở giữa anh nhà nhưng phải là sẻ. Bài 3 hiêu. Đây không phải là bài Egypt đẹp, nhưng nó đủ điều kiện để có thể lên đời nha các bạn. Đủ điều kiện để có thể lên đời. Và chúng ta quay trở lại mặt máy game thủ chim sẻ nắng với chiếc nhà BB để cây vàng. Với con Greg này chúng ta bo được bãi vàng là binh. Kết quả bảng xếp hạng FPS như thế nào rồi Hải? Hiện tại ở trên bảng xếp hạng chúng ta đang đứng ở vị trí thứ tư. Xin thông báo với anh em là như vậy. Và chúng ta đang có 14 điểm. Và với cái tỷ số như thế này và nếu như chúng ta thắng ở trong lượt trận đấu này
thì chúng ta sẽ có 16 điểm và bằng điểm với các cái thủ đến từ team Nghệ An, và qua đó chúng ta sẽ giành lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của các cái thủ đến từ team Nghệ An sau lượt trận đấu này, khi mà hiệu số của Nghệ An đang là -3, tức là hiệu số của đội bạn còn âm hơn hiệu số của chúng ta, nên là chúng ta chỉ cần thắng một lượt trận 2-2 thôi, chúng ta sẽ lấy lại vị trí thứ 3 và thi đấu trước đội bạn một vòng. Ngày hôm nay thì Nghệ An thi đấu lúc mấy giờ đây Danh ơi? Vâng, như vậy là Nghệ An sẽ thi đấu vào lúc 18 giờ lượt trận cuối cùng ngày hôm nay, nên chúng ta sẽ thắng vòng đấu 2-2 này cái đã. Trước mắt là chúng ta phải thắng để tạm thời vừa là giành lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trước khi team Nghệ An thi đấu gây áp lực cho đội bạn. Chào anh Thức Quý Tộc, người ủng hộ fanpage của em nha. Hello anh. Và giò sẻ đã có đẩy đi luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Tuấn đã gửi anh sẻ 75 sao. Rồi, con giò đẩy đi bò bãi vàng, nâng cấp đào vàng lên và chơi phù, và quan trọng là xem con Dia bên kia có đánh cung A hay không. Đây rồi, như vậy đó là người cầm màu 3, Simang. Nam Song Kyu đánh cung đúng không? Vâng, như vậy đúng Nam Song Kyu đánh cung rồi. Khi mà sẻ chọc chéo này, chứ còn nếu Nam Song Kyu đánh chém thì không bao giờ có chuyện chọc chéo nha anh em. BA vào đây rồi, kín. Bò nhỏ bị đóng BL BA giữa nhà chính. Hay à? Đau đấy. Vâng, Simang lại ôm bom này, mệt nhá. Đây là dân màu 1. Chim sẻ. Nam tham lai là 26, ôm dần chạy hết sang nhà chim sẻ nắng rồi. Cô tôi quay trở lại máy sẻ thôi, chứ xe máy ông Nam thì sợ quá. Vâng, đang bắt đầu trọng dân người cầm màu 3, ăn được một dân đổi bạn. Con giò không có giáp đến từ chim sẻ nên nó khá là yếu đuối. Có một P ở đây. Chào thằng em dạy Phan Danh hộ anh với Hải ơi à. Ok anh. Và như vậy anh Nghĩa Manusian này chắc là bạn bè của Phan Danh rồi. Chém đã có, bắt đầu đẩy lên. Vâng, lát nữa sẽ đánh 4-4 luôn ạ. Vâng, như vậy thằng Danh nó có nhắn lại với anh Nghĩa Manusian là anh hãy cẩn thận, anh sắp bị xúc rồi đấy. Thêm vài chiếc ruộng nữa ở đây. Có P thủ rồi và đang chém được dân người cầm màu 3. Simang ở trong trận đấu này là người được cầm con Katarian và chưa bánh xe. Vừa lên xong bánh xe xong sẽ ăn thêm vàng. Và dường như màu 2 xin lỗi là game thủ tí bên phía đội bạn IA đánh cung A đây rồi. Có T đẩy sang nhà game thủ chim sẻ và sẽ đang mang phù sang để thủ lại nhà cho game thủ Nam Song Kyu. Ăn hai bãi vàng luôn. Cảm ơn Bùi Thành đã gửi tặng sẻ 75 sao nhỉ. Vâng, đội bạn đánh cung A nên Nam đánh cung R là điều đương nhiên, và mình nghĩ rằng sẻ cũng sẽ bảo Nam Song Kyu đánh cung R thôi. Với cái chiến thuật của chim sẻ nắng thì mình đã quá quen rồi. Trong map đấu có con cung R Egypt này thì sẻ lại chơi châu phù. Chẳng có lý do gì mà Nam Song Kyu lại phải đánh chém kẹp phù cả. Sẻ vừa phù được con lạc đà bên phía đội bạn rồi. Nam Song Kyu đang vẽ ruộng bên nhà chim sẻ để nhận được sự bảo kê bởi những con phù thủy. Và bây giờ sẽ phải tụ cung, sau đó kết hợp cùng những con chém của chim sẻ nắng và những con lạc đà phù được để công lên nhà người cầm màu 4 bên phía đội bạn. Đó chính là game thủ Michael Tý. Và chim sẻ nắng mình nghĩ là chỉ cần nhét con phù vào trong bãi gỗ của Nam Song Kyu thôi để có thể bắt những con lạc đà mới nở. Là đẹp. Phù Grex thì nó đầy đủ công nghệ chứ cũng chẳng có gì đặc biệt đâu anh em ạ. Chỉ đơn giản là nó đầy đủ công nghệ thôi. Và như vậy Nam bắt đầu ngồi xóa ruộng đây. Tất nhiên là Simang sẽ không sắp thêm những con lạc đà nữa. Và bây giờ là thời điểm Simang sẽ bơm đồ cho game thủ Michael Tý. Timeline là 32 dành cho bài Grex này của ý thủ chim sẻ. Cũng bơm đồ cho Nam Song Kyu luôn. Cung R Egypt đối đầu với cung A của IA. Và rất cần một trận đấu Nam Song Kyu thể hiện khả năng phát triển tốt của mình. Em đang nâng cấp trận gỗ 2. Hiện đầu em đánh 2 BA và đang bo nhà đốt BL đối phương, cung rộng nhà mình ra để có thể có thể phát triển tốt hơn nữa. Bên kia 39 dân và Nam Song Kyu mới chỉ có 28 dân thôi, tức là đội bạn đang hơn Nam Song Kyu 12 đông dân rồi. Và đây là BC nhưng chưa đóng được, phải có cả đầu máu nữa anh em ạ. Cảm ơn Mạnh Oai đã gửi sẻ 75 sao nhá. Hải ăn gì mà ôm bom game thủ khỏe thế? Em ăn gì cái anh ăn thôi, ăn cơm thôi. Và đây là máy game thủ chim sẻ. Và đã phủ nông dân người cầm màu 1, à màu 3. Và màu 3 cũng có phủ ở trận đấu này anh em ạ. Màu 3 cái thủ xi măng đang cố gắng dẫy lại chứ còn gờ đấy của cái thủ chim sẻ. Vâng, đang soi tham dân. Chào anh Hoàng Minh máy tính nhá, cảm ơn Trịnh Công đã gửi sẻ 20 sao ạ. Tham lai là 40. Với bài Grex chúng ta đang đánh về thế hạ gục màu 3 để đưa về hai nhà cùng khỏe. Nam có thể đẩy cung ra bắn phù được không? Đây là máy Nam Song Kyu. Và bây giờ đốt xong BL đội bạn thì bung ra bắn phù thôi. Cái BA này thì kệ đi. BA này đội bạn xin con T là căng nét thôi mà. Quan trọng gì, đúng rồi, đẩy cung lên bắn phù tăng A lên. Hải nói thì hay mà đánh chế như cục ấy. Ok.
qua là em cố tình giấu trình để vào giải đấu em thể hiện thôi. Chứ trong giải đấu vừa rồi em đứng vị trí thứ tư đấy anh em. Và đây là tai nạn lao động nha anh em. Giải 5 đội thi đấu thì em đứng vị trí thứ tư. Cảm ơn Dũng Lý Quang đã gửi tặng sẻ 75 sao. Vâng, đẩy lên bắn phù nào. Vâng, cung A đẩy luôn rồi. Game thủ xi măng đang đóng P bên phía nhà của Michael Tý. Rất căng. Tham Lai 42/52 dành cho bài Greg này. Đang rất lực chim sẻ và phải chuyển sang thế 2L mất thôi. Chuyển sang đánh nhiều chém hơn. Nam Sông Kiêu Tham Lai 60. Cùng rồi Egypt gỗ 2 đầu máu. Đầu máu rồi đúng không? Ừ đầu máu rồi. Đánh nhau với cung A của IA. Nhưng mà hãy nhớ rằng là dân chúng ta đến thời điểm này thì chưa soi tham. Không biết là Nam đã cân bằng lại lượng dân với cái thủ máy của Tý chưa khi em đang bung nhà chính ra như thế này. Đây là cung A đội bạn. Và bung nhà chính ra đào vàng luôn á. Dạ, bắn đi kìa. Lô, đây rồi. Và có dân màu 3 đây sẽ là phụ được cung A. Và bắn thôi, bắn thôi. Nhưng mà ít cung gờ quá em ơi. 2, 4, 6, 7 con cung gờ này. Thôi, 7 con thì lùi đi. Vâng, lên 4 luôn á. À, vâng, một chiến thuật rất bá đạo. Lên 4 luôn. Đến từ chim sẻ nắng. Đây chắc chắn là chiến thuật mà sẽ đề ra. Và một chiếc BG chay để ra ruộng. Kích 4 thôi. Vâng, kích 4 thành công ở trận đấu này. Phút thứ 24. Rất tốt. Và với bài Greg bơm đồ được thì Nam Sông Kiều đã kích 4 thành công. Và con Egypt này lên 4 đánh nhau với Hot Thần IA thì mình vẫn nghiêng về con Egypt hơn. Mình vẫn nghiêng về con Egypt hơn. Cảm ơn anh họ và tên đã gửi tặng cái thủ chim sẻ nắng 200 sao nhá. Lên thẳng 4 nhá các bạn. Lên thẳng 4 luôn. Vâng, tóng BL chuyển sang đánh đạp đôi. Đấy là điều đương nhiên rồi. Sẽ quyết định cho Nam Sông Kiêu lên thẳng 4 chứ không muốn Nam Sông Kiêu đánh cung R đời 3 với cung A IA. Đánh đời 4. Đây là bàn máy cái thủ chim sẻ với Tham Lai Nam Sông Kiêu với Tham Lai 80. Chim sẻ đang Tham Lai 44. Vâng, chưa bị đẩy em vẫn đang ra ruộng. Với cái nguồn lực như thế này tí bơm cho Nam Sông Kiêu thì cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Cực kỳ khỏe. Một bài Greg bơm đồ, không sóc nhiều chém và chỉ chơi phù thể đâu. Sau đó bơm đồ Nam Sông Kiêu. Nam ơi, lên đầu máu và đầu máu lên rồi, nâng công nghệ cho đạp đôi em ơi. Lên dần công giáp đi thôi, sắp dần sập đơn ra. Đây được xẻ bơm gỗ đây rồi, đây đang nâng công giáp đây rồi. Lên công thôi, chẳng cần lấy giáp đâu. Nâng cái công thôi. Rồi bạn chưa ốp, bạn Nam đang chủ động lên 4, nhưng đang thiếu vàng nhá. Tí nữa sẽ phải gom vàng để bơm Nam Sông Kiêu nữa. Lên 4 xong rồi. Nào, vàng. Rất cần vàng. Chưa đủ vàng. 400 vàng thiếu tí. Kích đạp đôi. Vâng, nhanh không đổ ốp đến nhà. Đạp đôi đã kích thành công với cung A lửa rồi. Ây da. Đau quá anh em ơi, cung A lửa rồi. Công giờ đi anh em, đội bạn mới đẩy đến giữa bản đồ và bắt đầu đến nhà Nam Sông Kiêu chết tôi rồi. Hot nó dí vào mồm rồi. Nâng công 7 đến từ Nam Sông Kiêu và đây là hot bên phía đội bạn. Đóng BL hướng về phía nhà sẻ đi. Trốn đi. Vâng, lùi hết BL sang mặt nhà cái thủ chim sẻ nắng còn kịp. Tham Lai đường số là 90 nên Nam Sông Kiêu bái vàng bị chơi vào. Quanh ruộng này lùi đi. Vâng, vẩy e. Và không tụ được đạp đôi ở trong tình huống này là ngất. Tham Lai là 85 đến từ Nam Sông Kiêu bị ốp thẳng BL luôn. Vâng, đừng đem quân ra đấu với hot. Phải là đạp đôi mới đấu được. Nâng cái lửa đến từ Nam Sông Kiêu. Vâng, nhận được quá nhiều đồ đến từ cái thủ chim sẻ. Hãy đóng BL giật hết về phía nhà chim sẻ nắng và đóng thêm L không? Mình nên đóng thêm BL ra. Vâng, lại phù màu 3 công vào nữa thế này. Rất cần đạp đôi và hãy cùng chờ xem bao giờ thì Nam Sông Kiêu mới có đạp đôi ở trận đấu này. Không có để voi như Nam Sông Kiêu. Vâng, vẫn đang là sọc đơn, lùi sọc đơn lại em ơi. Đang không tụ được quân, phải lùi lại để đợi đạp đôi ở đây thôi. Vâng, lao vào nhậu tuần này. Đang có rất đông cung A và có những huống 7E đến từ người cầm màu 4. Game thủ Michael Tý. Đạp đôi của Nam Sông Kiêu đang chưa có nhiều, ở nhà bắt đầu lủng rồi. Nhưng sẽ là người nuôi được, ôm dân chạy đi, giữ dân đi. Vâng, ăn gỗ thôi cũng được. Lực quá khỏe nên Nam Sông Kiêu. Nhưng không có quân. Vấn đề là đang không có quân. Vâng, đi ăn gỗ thôi, còn sẻ nuôi nó bơm thịt cho. Vâng, đưa đạp đôi ra đạp hot đi. Tham Lai đang số là 67 nên Nam Sông Kiêu hot giáp mấy rồi. Vâng, không biết đã hot giáp 6 hay chưa. Đạp đôi của Nam Sông Kiêu bắt đầu lao vào, đẩy lùi được một vài con hot của đội bạn. Ăn gỗ thôi.
Vâng, sẻ vẫn đang nhồi đồ rất mạnh. Tham Lai 64 đến từ Nam Song Kiều. Rồi, tạm thời đẩy lùi được turn hot này. Bây giờ phải bắt được mặt 9 giờ vào. Em phải tụ được đạp đôi vào. Đạp đôi của em đang quá mỏng đấy. Kìa. Ui dồi ôi. Lạc đà màu 3 ở đây còn 6 con. Dân của Nam đang có rất nhiều. Vâng, bắt lạc đà trước đi. Tham Lai 64 hay là để sẻ phù cũng được. Tăng thêm BL rồi. Nhưng vẫn chưa có nhiều đạp đôi anh em ạ. Vâng, tăng thêm BL ra. Cả phù của Nam công vào. Nam phải đi vào một tơn để bắt hot. Hot tầm này chắc chắn là giáp 6 rồi. Chẳng có ai đánh hot hay IA với đạp đôi Egypt mà lại không giáp 6 cả. Ơ, còn một tơn đạp đôi nữa ở nó đâu nhở? Ra ra bắt đi em ơi, đỡ được đấy, vẫn đỡ được đấy, đội bạn đẩy không nhiều đâu. Bắt lẻ hot trước, có mấy con hot ở nhà chính không có gì kệ nó. Rồi, bắt được tơn này, quản vàng đi. Vẫn đang còn một khoanh ruộng bên phía nhà anh thủ chim sẻ. Để Nam Song Kiêu có thể nở ra. Tham Lai 72 và sẻ là người nuôi đồ cho Nam Song Kiêu phát triển. Và Song Quân. Tầm này chỉ Song Quân đẩy thôi, đây mà cái thủ chim sẻ khi chưa bị đội bạn đẩy, Tham Lai 70. Vâng, bao nhiêu tham thì chỉ bơm đồ thôi đấy. Vâng, chơi phù bơm đồ thôi. Đấy, hot bạn dí vào kìa, ra phù mấy con hot này đi. Tham Lai là 71 đến từ cái thủ chim sẻ, nhà chính bung ra điên cuồng. Một bài Greg đánh theo kiểu nuôi. Đánh theo kiểu nuôi đồng đội. Đây là máy của game thủ Nam Song Kiêu với Tham Lai, đằng số là 83, pha vẩy bắt hot. Vâng, thêm một tên hot nữa đẩy vào. Rồi, bắt hết hot rồi bạn đi. Nhận được rất nhiều đồ đấy chim sẻ, chỉ việc sóc hot ra và đẩy thôi. Còn phú được cả đạp đôi nữa, thần kinh mất. Ông mùa 3 này phụ được cả đạp đôi các bạn ạ. Ôi dồi ôi dân. Vãi cả nồi. Vâng vậy e, Tham Lai 70 nhưng xịt. Chết quả nhiều dân quá anh em ạ. Chết tầm 30 thằng dân đấy. Đen ruộng á. Vẫn đang vẩy e để bắt hot đội bạn. Tham Lai là 69-70 lên Nam Song Kiêu. Đen hết ruộng em ơi. Lại thêm một tên hot nữa đẩy vào rồi. Rồi bắt được tên đạp đôi, à bắt được tên hot này nhá. Góc này là góc chết rồi đấy. Cháu đánh Nguyễn Trinh đã gửi tặng, Nguyễn Trinh đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 75 sao nha. Rồi, bắt được hết toàn bộ những con hot đến từ người cầm Yamato bên phía đôi bạn. Tụ đạp đôi lại nào, đi ăn thôi, đi ăn gỗ thôi. Tham Lai 75 thì Nam Song Kiêu đen hết e lấy lại gỗ nào. Cơ cấu lại một vài chiếc ruộng đi. Sẻ vẫn đang nuôi Nam Song Kiêu và rất khỏe trận đấu này. Đây là một máy game thủ chim sẻ với Tham Lai là 76. Vâng, hot bắt đầu đẩy sẻ rồi, đây mới là vấn đề này. Cái nồi cơm của chúng ta sẽ bị đấm vào. Nam phải kê được cái nồi cơm này cho chim sẻ cơ. Ôi ông Nam cháy khoanh ruộng. Khổ lắm rồi, Tham Lai là 79 đến từ Nam Song Kiêu. Vậy em bắt hot. Rồi, vậy em tốt cho tình này. Bắt hết hot người cầm 4. Đây, dân đây. Các bạn hết vàng rồi, quản vàng là win em ơi. Vâng, vẫn sẽ win thôi. Nhưng nó hơi loằng hoàng. 85 thì Nam Song Kiêu. Ôi hết vàng rồi. Quản vàng đi. Ra lại ruộng đến từ cái thủ Nam Song Kiêu. Sẻ vẫn đang ái rô ở đâu đó với cái Tham Lai 65 của mình. Nói chung là sau tơn vừa rồi chỉ tụt mất có 5 tham thôi, không tụt nhiều. Sắp lại dân đi. Có cả hot ở đây nữa rồi, bo rộng lên. Vâng, chuyển sang đánh y. Đây là máy của Nam Song Kiêu. Tham Lai là 86, không cho đội bạn ăn vàng ở đây. Mang đạp đôi ra xúc luôn tân hot này. Đội bạn hết vàng rồi anh em ơi. Hết vàng rồi đấy. Ra kê tân hot này bắt đi vòng sau, hay. Rồi, vẩy e lên, vẩy nhiều lên. Nhìn gỗ và tỷ số được nâng lên là 3-1 cho chim sẻ nắng của Nam Song Kiêu. Một trận Greg bơm đồ quá hay dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Thực sự nhìn Nam Song Kiêu đánh mà tôi ướt nước mắt. Nhưng chiến thắng cũng đã có thì chúng ta. Tỷ số là 3-1 ở trong lượt trận đấu này. Và đây xứng đáng là một trận đấu được nốt vào highlight. Greg bơm đồ cháy máy cân map. Và đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 5. 3-1 rồi, còn 2 chiến thắng nữa thôi. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi chiều ngày hôm nay nha.